Hello, hello, tài chào ông bà cô bác anh chị em à. Khán giả đã đến xem đường live của Tài cả nhà ơi. Hôm nay Tài live trực tiếp tại Tòa Thánh Tây Ninh nha cả nhà. Rồi, thông tin ngày mới thì không có gì hơn chúc cả nhà mình, ông bà cô bác anh chị em khán giả đã xem cái đường live của Tài. Chúc cả nhà mình là ngày mới luôn luôn nào cũng vui vẻ, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống nha cả nhà. Rồi hôm nay Tài live trực tiếp tại chùa Tòa Thánh, còn gọi là Đền Thánh Tây Ninh. Thì Tài thông tin cho cả nhà mình biết về công tác chuẩn bị ngày lễ. Ngày đại lễ Hoằng khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là 100 năm. Rồi đó chuẩn bị là xong. Đến ngày 14 15 tháng 10 năm Giáp Thìn, nhằm ngày 14 15 tháng 11 năm 2024, cổng chánh môn cổng chánh môn cả nhà, cổng lớn là chính thức mở cửa ngang. Chính thức mở cửa là đón các quan khách, các đồng đạo xa gần về dự đại lễ kỷ niệm 100 năm. Thì theo nghi thức đạo cao đài thì gọi là ngày khai hoàng đạo. Còn ngoài mình thì người dân thì mình gọi là nôm na gọi là ngày mở đạo. Ha cả nhà, mở đạo là chính thức ngày 14 đầm mở cửa cổng chánh môn đón tiếp quan khách ngang, các đồng đạo, các quan khách, các đồng đạo xa gần ngang, tín đồ trong nước và ngoài nước. Đây là cái đức của cái tháp của đức hộ pháp ngang cả nhà đó, lấy cốt của ông từ ở Campuchia về á, để vô cái tháp này ha. Cả nhà xem thấy hay, cả nhà cho mình like, cho mình một like liền nha, like chia sẻ lên cả nhà ơi, cho các đồng đạo xa gần trong nước và ngoài nước. Xem và ủng hộ Tài ha. Like, share, chia sẻ để cho kênh Tài nó có tương tác nha cả nhà. Thì hôm nay là công tác là chuẩn bị đã hoàn thành. Treo cờ các cái, dọn dẹp, cắt tỉa hoa kiển, sơn phết. Đây là cái tháp của Thượng Sanh, Đức Thượng Sanh ha cả nhà. Thì ngài Đức Thượng Sanh thì tên của ngài là Cao Hoài Sang. Đó. Đây là cổng chánh môn ha. Cổng chánh là ngày 14 15 thì mở cửa ha cả nhà, đón tiếp các quan khách về dự đại lễ. Ở màn hình ngó vào thì chính giữa thì tháp của Đức Hộ Pháp, còn gọi là Nguyễn Công Tắc đó cả nhà. Còn bên tay phải là Đức Thượng Phẩm, Đức Thượng Sanh. Bên tay phải màn hình mình ngó vào á, Đức Thượng Sanh, xin lỗi cả nhà, Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang. Còn bên tay trái là cái tháp của Đức Thượng Phẩm Cao Hoài Cư. Cao Hoài Cư ha. Thì đây là đường cổng chánh môn đó, hướng thẳng về Tòa Thánh. Thì tình hình là sân khấu dựng rạp để làm lễ này kia rồi là cũng xong hết rồi. Hai bên thì đường thiên nhiên. Đây, hai bên là rừng thiên nhiên ha.
cả nhà mình xem mà thấy hay cho mình một like ha, một like chia sẻ. Ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh. Ai mới xem thì chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh nha cả nhà. Đó, phía xa xa là cái tháp của Đức Thượng Phẩm. Đức Thượng Phẩm. Nhớ nghe cả nhà, nhớ nghe các đồng đạo mình xa gần, nhớ ngày đó về dự lễ nghe, dự đại lễ nghe. À, để là về dự đại lễ cúng bái ha. Đây là nơi sân cỏ nè cả nhà, sân cỏ gọi là sân đại đồng xã đó nha, sân cỏ thì bên ban đại diện tòa thánh này kêu là sân đại đồng cỏ. Đây là hình là thái tử cưỡi ngựa đi là tìm thầy học đạo ha. Đây là thấy thái tử là cưỡi một con ngựa bạch. À, cưỡi ngựa bạch ngang để đi tìm thầy học đạo. Đây là các hiền tỷ hiền muội phái nữ đang dọn dẹp cắt tỉa hoa kiển cho nó, hoa kiển cho nó đẹp đẽ. Đó, cả nhà mình thấy yêu thích tòa thánh đền thánh, yêu thích cảnh đẹp hoa kiển thì cả nhà mình ủng hộ mình, cho mình một like, cho mình một ngón tay xinh xinh ha, một ngón tay đẹp. Rồi cuối video tài không quên chúc cả nhà mình ngày mới ha, 10 tháng 10 năm Giáp Thìn được dồi dào sức khỏe, có gia đình an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài phát lộc nha cả nhà. Rồi máy bay chào tạm biệt cả nhà nha, tài xin dừng video tại đây, hẹn cả nhà mình video tiếp theo nha. Rồi máy bay chào tạm biệt cả nhà, máy bay.